sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, chào mừng tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu các cái bài học ở trong chương số 6, đúng nhỉ? Rồi, vậy các bạn quan sát lên trên màn hình và các bạn nhìn cho cô. Ở đây chính là nhà toán học VS. VS sinh năm 1950 tại Pháp, mất năm 1603. Ông là nhà toán học nổi tiếng, chính ông là người đầu tiên đã dùng chữ để ký hiệu các ẩn và các hệ số của phương trình, đồng thời dùng chúng trong việc biến đổi và giải phương trình. Nhờ cách cái dùng chữ để ký hiệu mà đại số đã phát triển mạnh mẽ, ông đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình ngoài việc làm toán. Thì VS còn là một luật sư và một chính trị gia nổi tiếng, được chưa? Rồi, vậy thì cái định lý mà VS đã phát hiện ra là định lý như thế nào? Nó có thể sử dụng, ứng dụng gì ở trong làm toán? Thì cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Đó là bài số 20, định lý VS và ứng dụng. Rồi, các bạn quan sát cái bài tình huống mở đầu như sau. Bác An có 40m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống đủ rộng thành một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 96m² để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. À, vậy thì các bạn quan sát là người ta cho biết cái 40m là hàng rào, đúng không? Rồi, bảo đây, chúng ta thấy là mảnh đất trống này là có diện tích là bằng 96m². Đấy, bây giờ tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì câu trả lời sẽ có sau khi học xong bài học ngày hôm nay, được chưa? Rồi, nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là định lý VS, phần thứ hai áp dụng định lý VS để tính nhẩm nghiệm, và thứ ba là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Rồi, đầu tiên chúng ta cùng vào cho cô phần 1, định lý VS nhé. Rồi, vậy bây giờ thế nào là định lý VS? Nó được phát biểu như thế nào? Chúng ta cùng quan sát và làm cho cô. Phần khám phá định lý VS. Xét cho cô phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Bây giờ cô giả sử là cô có cái biệt thước delta bằng B bình trừ 4AC nó lớn hơn bằng 0 đi. Đấy, rồi các bạn sẽ tưởng tượng cho cô là delta nó lớn hơn bằng 0 rồi. Vậy, hoạt động 1, nhắc lại công thức tính hai nghiệm x1, x2 của phương trình trên. À, thế thì chúng ta biết rồi là khi mà delta của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0, tức là phương trình này của chúng ta sẽ có nghiệm, đúng không? Và nó sẽ có tối đa là hai nghiệm, tại vì đây là phương trình bậc 2. Và ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nó có hai nghiệm x1, x2. Và nó sẽ có nghiệm kép x1 nó sẽ trùng với x2 khi delta bằng 0, đúng nhỉ? Rồi, vậy thì khi đó chúng ta trả lời được câu hỏi là nếu delta mà lớn hơn bằng 0 thì phương trình sẽ có nghiệm như sau. x1 sẽ bằng trừ b cộng delta căn delta trên 2a. x2 sẽ bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Trong trường hợp delta bằng 0 thì x1 nó sẽ bằng với x2, được chưa? Còn trong trường hợp delta mà lớn hơn 0 ấy, thì x1 và x2 nó sẽ khác nhau, được chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã trả lời được hoạt động số 1. Vậy thì ông VS, ông ấy đã phát hiện ra cái mối quan hệ giữa hai cái nghiệm x1 và x2 các bạn như sau nhé. Quan sát này. Này, quan sát từ kết quả của hoạt động 1, hãy tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Đấy, các bạn quan sát nhé. Đây, ông ấy tính x1 cộng x2, chúng ta cũng tính này. Trừ b cộng căn delta trên 2a. Cộng với trừ b trừ căn delta trên 2a thì chúng ta thấy hai cái nghiệm này đều có mẫu bằng nhau là 2a. Vậy chúng ta cộng tử và giữ nguyên mẫu cho cô, được chưa? Vậy ở đây trừ b cộng trừ b vậy là trừ 2b. Dương căn delta mà trừ đi căn delta này bằng 0. Vậy trên tử sẽ là trừ 2b dưới mẫu là 2a. Rút gọn cho 2 vậy cô sẽ được bằng trừ b trên a, được chưa? Rồi bây giờ cô lấy tích x1 nhân x2. Thì cô cũng lấy trừ b cộng căn delta trên 2a nhân trừ b trừ căn delta trên 2a. Rồi, sau đó các bạn sẽ quan sát cho cô như sau nhé. Ở đây nếu cô coi trừ b ở đây là a, đúng không? Đấy. Rồi, căn delta ở đây là b. Thì chúng ta sẽ thấy là a cộng b nhân a trừ b. Vậy thì ở đây nó chính là hằng thức.
hiệu 2 bình phương, đúng không? Vậy sẽ là trừ b tất cả bình trừ đi căn delta tất cả bình. Đấy, ở dưới mẫu thì 2a nhân 2a sẽ bằng 4a bình. Trên tử chúng ta sẽ viết được thành là bao nhiêu đây các bạn? À, trừ b tất cả bình vậy là bằng dương b bình, đúng không? Trừ đi căn delta thì chúng ta biết rồi. Chúng ta thấy là nó sẽ bằng gì? Là delta, đúng không? Căn delta tất cả bình thì nó sẽ bằng delta. Mà delta thì lại chính là bằng b bình trừ 4ac. Đấy, các bạn hiểu chưa? Rồi, trên 4a bình. Sau đó phá ngoặc này, đổi dấu này. Xong chúng ta rút gọn b bình với trừ b bình hết này. Trừ của trừ 4ac vậy là bằng dương 4ac. Trên 4a bình, rút gọn cho cô 4 này với nhau này. A với nhau, vậy ở trên sẽ còn C, dưới còn một lần A nữa. Vậy khi đó mình sẽ rút ra được cho cô là x1 nhân x2 bằng C trên A. X1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Được chưa? Rồi. Vậy từ kết quả của hoạt động số 2 thì cô sẽ có định lý VS như sau. Các bạn quan sát nhé. Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x bình, ax bình cộng b cộng c bằng 0 với a khác 0, thì khi đó cô có tổng x1 cộng x2 và tích x1 nhân x2 như sau. X1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a, còn x1 nhân x2 sẽ bằng c trên a. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có cái chú ý. Muốn vận dụng được định lý VS thì chúng ta phải chứng tỏ được cái phương trình ax bình cộng b cộng c bằng 0 này nó có nghiệm. Tức là delta phải lớn bằng 0 hoặc là delta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Rồi, đấy là phần chú ý của chúng ta. Bây giờ chúng ta áp dụng vào làm cho cô luyện tập sau nhé. Luyện tập 1, không giải phương trình, hãy tính biệt thức delta hoặc delta phẩy để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tìm tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc 2 sau. Câu A là 2x bình trừ 7x cộng 3 bằng 0. Rồi, các bạn quan sát nhé. Ở đây thì để kiểm tra điều kiện có nghiệm thì chúng ta tính cho cô delta hoặc delta phẩy. Đấy, câu A này cô sẽ thấy là A bằng 2, đúng không? B ở đây bằng mấy các bạn? B bằng âm 7, đúng không? C là bằng 3, vậy ở đây cô sẽ có delta bằng âm 7 tất cả bình trừ đi 4 nhân A là 2 nhân C là 3. Vậy ở đây chúng ta có 49 mà trừ đi 24, vậy bằng 25. 25 lớn hơn 0, vậy khi đó phương trình này sẽ có nghiệm, đúng không? Rồi, có hai nghiệm phân biệt luôn, x1, x2. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tìm tổng và tích của phương trình này. Mình sẽ có, theo định lý VS, cô sẽ có như sau. X1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a. Vậy ở đây cô sẽ được là bằng trừ mấy các bạn nhỉ? À, trừ 7 nhé. Trừ 7 này. Được chưa? Trừ 7 trên a là 2 này. Rồi, x1 nhân x2 sẽ bằng c trên a. Vậy là 3 phần 2. Rồi, tiếp theo là câu B chúng ta sẽ có như sau. Ta sẽ có A ở đây là 25 này, B là trừ 20, C là 4. Rồi, vậy ở đây cô sẽ có delta. Cô sẽ tính delta phẩy nhé. Đấy, còn các bạn có thể tính delta giống như trên màn hình cho cô. Delta phẩy thì ở đây chúng ta sẽ có là trừ 10 tất cả bình trừ đi A nhân C, đúng không? Trừ 10 tất cả bình là 100 này. Rồi là A nhân C là 25 nhân 4 là 100, 100 trừ 100 bằng 0. Đấy, hoặc là các bạn có thể tính delta như trên màn hình này. Âm 20 tất cả bình trừ 4 nhân 25 nhân 4. Vậy nó cũng bằng 0. Delta bằng 0 nên phương trình nó sẽ có nghiệm kép, đúng không? Rồi. Có hai nghiệm x1, x2 và hai nghiệm này nó sẽ bằng nhau thì người ta gọi là nghiệm kép đấy. Theo định lý VS thì ta sẽ có x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a. Vậy là trừ của trừ 20 sẽ là dương 20 trên a là 25 này, rút gọn bằng 4 phần 5. X1 nhân x2 sẽ bằng c trên a, vậy là bằng 4 phần 25 các bạn nhé. Đấy là câu B của chúng ta. Tiếp tục là câu C. Câu C thì các bạn quan sát thấy được cho cô là phương trình này nó có dạng ax bình cộng b cộng c bằng 0. A ở đây là bằng 2 căn 2. B ở đây là bằng 0. Còn C là bằng âm 4, đúng không các bạn? Rồi, vậy ở đây cô sẽ có như sau này. Đấy. Delta sẽ bằng là gì? B bình trừ 4ac, đúng không? Rồi, vậy ở đây hoặc là chúng ta có thể thấy là A nhân C mà bé hơn 0 thì phương trình nó sẽ có hai nghiệm phân biệt luôn nhé. X1, X2, được chưa?
Rồi, theo định lý VS thì ta có x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a. Vậy là trừ của 0 trên 2 căn 2 vậy bằng 0. X1 nhân x2 là bằng c trên a. Vậy bằng âm 4 trên 2 căn 2. Đấy, rút gọn cho bao nhiêu các bạn? À, rút gọn cho 2 đúng không? Thì ở đây cô sẽ được là bằng bao nhiêu? Trừ 2 trên căn 2. Thế mà trừ 2 trên căn 2 thì các bạn sẽ được là bằng trừ căn 2. Đấy, được chưa? Đấy là phần luyện tập số 1 của chúng ta. Tiếp tục các bạn làm cho cô phần tranh luận nhé. Đây, các bạn thấy này. Không cần giải, tớ biết ngay tổng và tích hai nghiệm của phương trình x bình trừ x cộng 1 bằng 0 đều bằng 1. À, tức là ý của bạn ý là x1 cộng x2 bằng 1, mà x1 nhân x2 cũng bằng 1. Đấy, rồi vậy xem bạn tròn nó làm đúng không? Thì ở đây ban đầu chúng ta phải kiểm tra điều kiện có nghiệm của cái phương trình này trước. Các bạn xem tính delta cho cô. Delta ở đây là âm 1 tất cả bình trừ đi 4 nhân 1 nhân 1, vậy là bằng âm 3. Các bạn thấy âm 3 bén không đúng không? Thế nên phương trình này sẽ vô nghiệm. Thế thì phương trình mà vô nghiệm thì làm sao mà có tổng x1 cộng x2 tích x1 nhân x2 được, đúng nhỉ? Vậy thì câu này chúng ta sẽ thấy là bạn tròn đã trả lời sai. Và đấy cũng là phần 1 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai nhé. Phần thứ hai của chúng ta là áp dụng định lý VS để tính nhẩm nghiệm. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta có hoạt động số 3 này. Cô cho phương trình 2x bình trừ 5x cộng 5 bằng trừ 7x cộng 5 bằng 0. Xác định các hệ số A, B, C rồi tính cho cô tổng A cộng B cộng C. Rồi các bạn có cho cô này. A ở đây là bằng 2, B là bằng âm 7, còn C là bằng 5, đúng không các bạn? A cộng B cộng C thì bằng 2 cộng âm 7 cộng 5 bằng 0. Vậy ở đây chúng ta thấy A cộng B cộng C bằng 0. Rồi, câu B chứng tỏ rằng x1 là một nghiệm của phương trình này. Thế thì để chứng tỏ x1 bằng 1 là nghiệm của phương trình này, chúng ta thay vào, đúng không? Thay x1 bằng 1 vào cái phương trình này thì chúng ta thấy được như sau. Cô sẽ có là 2 nhân 1 bình trừ đi 7 nhân 1 cộng với 5 bằng 0, thì chúng ta thấy đây mình thu được một đẳng thức đúng, đúng nhỉ? Vậy khi đó x1 bằng 1 chính là nghiệm của phương trình. Nhá. Bây giờ câu C dùng định lý VS để tìm nghiệm còn lại x2 của phương trình. Rồi, thế chúng ta có theo định lý VS thì cô có x1 cộng x2 nó sẽ bằng trừ b trên a. Đúng các bạn? Rồi, x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, vậy là trừ của trừ 7 trên 2, vậy là bằng 7 phần 2. Thế mà chúng ta biết rồi, biết x1 này bằng mấy rồi nhỉ? Bằng 1. Vậy mình sẽ tìm được x2. Chúng ta có 1 cộng x2 sẽ bằng 7 phần 2. Suy ra x2 sẽ bằng 7 phần 2 trừ 1, vậy bằng 5 phần 2. Đấy, rồi. Được chưa? Rồi, thế thì qua phần này chúng ta sẽ nhìn thấy được cho cô là mình có thể dựa vào định lý VS để chúng ta có thể gì? Tính được. Có thể tìm được cái nghiệm, đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có tiếp tục hoạt động số 4 như sau. Cho phương trình 3x bình cộng 5x cộng 1 bằng 0. Xác định các hệ số A, B, C rồi tính A trừ B cộng C. Rồi. Chứng tỏ x bằng âm 1 là một nghiệm của phương trình. Dùng định lý VS để tìm còn lại x2 của phương trình. Rồi bây giờ các bạn quan sát nhé. A ở đây là bằng 3, B chúng ta thấy bằng 5, C bằng 2. Chúng ta tính cho cô A trừ B cộng C thì sẽ bằng 3 trừ 5 cộng 2, vậy bằng 0. Rồi, bây giờ câu B chứng tỏ x1 bằng âm 1 là một nghiệm của phương trình. Vậy các bạn thay vào cho cô nhé. Thay x1 bằng âm 1 vào phương trình này thì ta sẽ được 3 nhân âm 1 tất cả bình này cộng 5 nhân âm 1 cộng 2 bằng 0. Đây là đẳng thức đúng. Vậy mình sẽ được x bằng âm 1 là một nghiệm của phương trình này. Rồi bây giờ chúng ta có câu C dùng định lý VS để tìm nghiệm còn lại x2 của phương trình. Thì chúng ta thấy lại theo định lý VS thì chúng ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a đúng không? Vậy là trừ 5 trên 3. Đây, trừ 5 trên 3. Vậy ở đây chúng ta biết x1 là bằng âm 1 rồi, các bạn tính được x2. Âm 1 cộng x2 bằng âm 5 phần 3, suy ra x2 bằng âm 5 phần 3 cộng 1, vậy bằng âm 2 phần 3. Rồi, vậy x2 bằng âm 2 phần 3, đúng chưa? Rồi, vậy thì qua phần này chúng ta sẽ rút ra được cho cô kết luận như sau. Ở đây trong cái trường hợp là A trừ B cộng C, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy A trừ B cộng C nó bằng 0. Thì phương trình này nó sẽ có hai nghiệm là x1 bằng, ở đây là trừ 1. Còn x2 nó sẽ bằng gì đây các bạn? Âm 2 phần 3 thì các bạn thấy âm 2.
Đấy, sẽ là số đối của C đúng không? Đấy, vậy là trừ C. Rồi, phần 3. 3 ở đây là gì các bạn? A, vậy ở đây sẽ bằng trừ C phần A. Vậy khi cô có A trừ B cộng C bằng 0, thì cô sẽ có hai nghiệm là x1 bằng trừ 1, x2 bằng trừ C phần A. Còn trong trường hợp ở hoạt động số 3, khi cô có A cộng B cộng C bằng 0 thì các bạn thấy x1 sẽ bằng dương 1, x2 sẽ bằng dương C phần A, đúng không? Vậy đây chính là phần kết luận của chúng ta. Nếu phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 có A cộng B cộng C mà bằng 0 thì phương trình sẽ có một nghiệm là x1 bằng 1, còn nghiệm kia sẽ là x2 bằng C trên A. Còn nếu chúng ta thấy A trừ B cộng C mà bằng 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 bằng âm 1, còn nghiệm kia là x2 bằng trừ C phần A. Được chưa? Đấy là phần kết luận. Bây giờ áp dụng phần kết luận này làm cho cô luyện tập 2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau. Chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có này. Câu A. Nhẩm nghiệm của phương trình này thì chúng ta sẽ xác định các hệ số A, B, C cho cô trước này. Chúng ta thấy A là 3, B là âm 11, C là 8. Vậy cô thấy A cộng B cộng C bằng 3 trừ 11 cộng 8 bằng 0. Nên khi đó phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Đấy là x1 bằng 1 và x2 sẽ bằng C trên A. Đấy, C trên A nhá, vậy là 8 trên 3. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu B chúng ta thấy có A ở đây bằng 4 này, B bằng 15, C bằng 11, đúng không? Rồi, vậy ở đây cô sẽ có A trừ B cộng C. Đấy, A trừ B cộng C là 4 trừ 15 cộng 11 bằng 0. Nên phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng trừ 1, x2 bằng trừ C trên A. Trừ C là trừ 11 này, trên A là 4, vậy là trừ 11 phần 4. Câu C thì cái biết là cái phương trình này có một nghiệm là x bằng âm căn 2. Đó, vậy thì khi đó chúng ta sẽ làm như nào? Mình sẽ gọi x2 là nghiệm còn lại của phương trình, đúng không? Thế thì khi đó cô sẽ có là x1 cộng x2 sẽ bằng trừ b trên a, đúng không nhỉ? Đây, hoặc là x1 nhân x2 bằng c trên a. Đấy, cô có x1 nhân x2 bằng c trên a theo định lý Vs đấy. Thế thì tức là bằng 2 trên 1. Đấy, c bằng 2 còn a bằng 1. 2 trên 1 bằng 2. Mà chúng ta biết x1 này là bằng âm căn 2 rồi đúng không? Đấy. Rồi thì khi đó x2 sẽ bằng 2 chia cho âm căn 2. Vậy là bằng âm căn 2. Được chưa? Đấy là phần luyện tập số 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm cho cô cái phần tranh luận như sau này. Nào các bạn quan sát nhé. Rồi các bạn thấy là hãy tìm một phương trình bậc 2 mà tổng và tích các nghiệm của phương trình là hai số đối nhau. À, thì bạn tròn bảo là tớ tìm được rồi, đó là phương trình x bình cộng x cộng 1 bằng 0. Em có đồng ý với ý kiến của bạn tròn không? Vì sao? Thì ở đây cô sẽ thấy là delta của cô tính delta nhá. Bằng b bình là 1 bình trừ đi 4 nhân a nhân c bằng âm 3 nhỏ hơn 0. Vậy các bạn thấy là phương trình này sẽ vô nghiệm, đúng không? Đấy. Phương trình này vô nghiệm thì khi đó nó không thể nào có nghiệm là hai số đối nhau được, vì vậy bạn tròn nói sai, đúng không? Rồi, đấy là phần tranh luận của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cho cô phần thứ ba là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng nhé. Phần thứ ba của chúng ta như sau là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn quan sát cho cô này. Các bạn sẽ đi thiết lập cho cô một cái phương trình bậc 2 để tìm ra hai số khi biết tổng và tích của chúng. Vậy các bạn quan sát hoạt động số 5, giả sử hai số mà có tổng là S bằng 5 và tích là P bằng 6. Đấy, tức là hai số đấy cộng lại bằng 5 và nhân với nhau bằng 6, được chưa? Tổng thì cô sẽ gọi là S, còn tích cô gọi là P. Thực hiện các bước sau để lập phương trình bậc 2 nhận hai số đó làm nghiệm. Rồi, thế thì câu A gọi một số là X, tính số kia theo X. À, thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì các bạn sẽ quan sát cho cô nhé. Ở đây chúng ta thấy gọi một số là x vì tổng hai số nó bằng mấy các bạn nhỉ? Bằng 5, đúng không? Đây, tổng hai số bằng 5 nên là số kia sẽ là 5 trừ x. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta lại có này, để tính được cái số kia theo x thì chúng ta sẽ dựa vào dữ kiện là vì hai số nó nhân với nhau sẽ ra bằng mấy các bạn? Nhân với nhau ra bằng 6, đúng không? Rồi, vậy khi đó cô sẽ có phương trình như sau. Là x nhân 5 trừ x bằng 6
Vậy cô sẽ được là 5x trừ x bình bằng 6. Sau đó cô sẽ làm nhân cả hai vế với âm 1 nhé. Xong cô chuyển vế này. Cô sẽ được là x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Đấy. Và khi đó giải cái phương trình này chúng ta sẽ tìm được x sẽ bằng 2 hoặc là x bằng 3. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ các bạn sẽ quan sát cho cô này. Là tổng chúng ta thấy là S đúng không? Đấy, bằng 5. Rồi, tích là P bằng 6. Vậy khi đó chúng ta thấy là hai cái số này, đấy, chúng ta có thể lập được một cái phương trình khi biết tổng và tích của chúng. Tức là gì? Đây, các bạn quan sát nhá. Tìm hai cái số mà có tổng là bằng 5, tích là bằng 6 thì chúng ta thấy là khi đó hai số đấy nó sẽ là nghiệm của cái phương trình đây. Đó là x bình trừ 5 ở đây chúng ta thấy là chính là tổng S đúng không? Tức là trừ SX này. Đấy. Cộng với 6 tức là cộng với gì? P bằng 0. Được chưa? Rồi vậy từ bây giờ trở đi cứ tìm hai số để khi mà biết tổng và tích của chúng thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ thấy là hai số đó sẽ là nghiệm của cái phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0. Trong đó thì S là tổng hai số đó còn P là tích hai số đó. Được chưa? Kết luận của cô như sau là nếu hai số mà có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó sẽ là nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0. Chưa? Rồi, điều kiện để có hai số đó là gì các bạn? À, S bình trừ 4P phải lớn hơn là bằng 0. Chưa? Đấy, nhớ cái điều kiện này cho cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng và làm cho cô cái phần luyện tập số 3 này. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng âm 11, tích của chúng bằng 28. Rồi, vậy bây giờ chúng ta thấy là vì hai số cần tìm này có tổng bằng âm 11, tích bằng 28 nên nó sẽ là nghiệm của phương trình x bình này trừ fx đúng không? Đây các bạn hiểu là x bình trừ sx cộng p bằng 0. Thế đây x bình này trừ trừ f tức là trừ của trừ 11 vậy bằng cộng 11x cộng với p tức là cộng 22 bằng 0. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ giải cho cô cái phương trình này. Các bạn có thể tính delta. Đấy, delta bằng b bình là 11 bình này, trừ 4ac này, bằng 9 lớn 0. Vậy, bạn tính cho cô căn delta bằng căn của 9 bằng 3. Chúng ta thấy vì delta lớn 0 nên phương trình này sẽ có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng trừ b, tức là trừ 11 cộng căn delta là 3 trên 2 nhân 1. Tức là 2a đấy phải bằng âm 4. X2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a vậy bằng âm 7. Được chưa? Kết luận cho cô vậy hai số cần tìm là âm 4 và âm 7. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay làm cho cô một số các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên sẽ là cái bài vận dụng trong sách giáo khoa. Bác An có 40 m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống đủ rộng thành một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 96 m² để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. Thì đây chính là cái bài toán trong tình huống mở đầu, đúng không nhỉ? Rồi, vậy để giải bài này thì chúng ta sẽ gọi cho cô nhé. Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là đây là hình chữ nhật, đúng không? Đấy, thế mà yêu cầu tính chiều dài chiều rộng mà người ta lại cho là gì? 40 m hàng rào tức chính là chu vi của cái hình chữ nhật đấy đấy, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta phải tính nửa chu vi cho cô. Nửa chu vi chúng ta lấy 40 chia 2 bằng 20. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ gọi nhá. Gọi chiều dài của mảnh vườn là x mét thì mình sẽ có là 10 sẽ nhỏ x nhỏ 20. Thì chiều rộng của mảnh vườn sẽ là 20 trừ x mét. Bây giờ chúng ta thấy là vì là mảnh vườn này có diện tích là bằng bao nhiêu các bạn? 96 m² nên cô sẽ có phương trình như sau. Là mình lấy dài nhân rộng thì sẽ ra diện tích đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là dài là x này, rộng là 20 trừ x bằng 96. Rồi giải phương trình này cho cô này. Cô được là x bình trừ 20x cộng 96 bằng 0. Rồi, ở chỗ này thì nếu mà cô làm tắt thế này các bạn có thể không hiểu thì cô sẽ không? Ghi rõ ra nhá. Ví dụ đây là x nhân 20 thì chúng ta sẽ được là bằng 20x đúng không nhỉ? Rồi x nhân trừ x ở đây là bằng trừ x bình. Đấy, 96 cô chuyển sang vế trái là thành trừ 96 nhá. Bằng 0. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhân hai vế với âm 1 cho cô. Được chưa? Nhân tất cả với âm 1 thì ở đây nó sẽ được là đây, âm x bình nhân với âm 1
thì sẽ bằng dương x bình. Đấy, các bạn thấy không? Tiếp, 20x nhân âm 1 thì bằng âm 20x. Âm 96 nhân âm 1 thì bằng dương 96. Rồi, bằng 0. Đấy, các bạn hiểu lý do vì sao bằng như này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta giải cho cô phương trình này, có thể tính delta hoặc là delta phẩy, được chưa? Hoặc là đưa về cái phương trình tích như cô như thế này nhá. Rồi, thế thì cô sẽ tìm được x bằng 12 hoặc là x bằng 8. Nhưng mà chỉ có x bằng 12 thỏa mãn thôi, được chưa? Rồi, x bằng 12 thỏa mãn điều kiện, x bằng 8 không thỏa mãn điều kiện. Vậy kết luận là chiều dài sẽ là 12 mét, khi đó chiều rộng sẽ là 20 trừ đi 12, vậy là 8 mét nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô bài 6.25 nhé. Tìm hai số U và V, biết U cộng V bằng 20, U nhân V bằng 99. À, vậy chúng ta thấy là đây chính là dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng, đúng không? Tổng thì mình sẽ gọi là S rồi, tích mình sẽ gọi là P. Đấy, vậy khi đó U và V nó sẽ là nghiệm của cái phương trình nào các bạn? À, x bình trừ fx, tức là trừ 20x đấy, cộng P, tức là cộng 99 bằng 0. Vậy bây giờ giải cho cô phương trình này. Delta bằng âm 20 tất cả bình trừ 4ac bằng 4 lớn 0. Delta sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Căn delta bằng 2, đúng không? Vậy khi đó chúng ta sẽ có phương trình có hai nghiệm phân biệt là 9 và 11. Chưa? Tiếp tương tự như thế câu B nhá. Câu B chúng ta sẽ có như sau này. Tìm hai số U và V biết này. Đấy, các bạn sẽ có như sau. Hai số U và V cần tìm là nghiệm của phương trình x bình trừ 2x cộng 15 bằng 0. Chưa? Rồi, đấy, trừ fx cộng p đấy bằng 0. Sau đó mình sẽ có delta này, các bạn thấy như sau này. Delta bằng b bình là âm 2 tất cả bình này, trừ 4 nhân 1 nhân với bao nhiêu? 15 là bằng 60. 4 mà trừ đi 60 vậy là âm, đúng không? Vậy chúng ta thấy là vì delta nhỏ hơn không nên phương trình vô nghiệm nhá. Đây, delta của cô đây, các bạn quan sát này. Âm 2 tất cả bình trừ 4 nhân 1 nhân 15 bằng âm 56 nhỏ hơn không. Vậy thì chúng ta thấy là không có hai số U và V thỏa mãn điều kiện đề bài. Đấy. Tiếp là bài 6.27. Một bể bơi hình chữ nhật có diện tích là 1250 m² và chu vi là 150 m. Tính các kích thước của bể bơi. Rồi, bây giờ mình lại tính nửa chu vi cho cô, lấy 150 chia 2 bằng 75 mét. Tính các kích thước tức là chiều dài và chiều rộng đấy. Vậy bây giờ chúng ta lại gọi cho cô nhá, chiều dài là x thì điều kiện 37,5 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 75. Rồi, bây giờ suy ra chiều rộng sẽ là 75 trừ x, đúng không nhỉ? Đấy, tại vì chiều dài cộng chiều rộng nó sẽ ra nửa chu vi các bạn nhá. Thế thì chiều dài nó là x rồi thì chiều rộng phải là 75 trừ x, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta thấy vì diện tích là bằng 1250 nên ta có phương trình là 75 trừ x nhân với x bằng 1250. Giải phương trình bậc 2 này tương tự như vừa nãy. Chúng ta sẽ tìm được cho cô là x sẽ bằng 50 thỏa mãn. Thực ra là ra hai nghiệm là x bằng 50 và x bằng 25, đúng không? Nhưng mà x bằng 50 mới thỏa mãn điều kiện. Vậy kết luận chiều dài là 50 m, chiều rộng sẽ là 25 m. Đấy, là phần 6.27. Về nhà thì các bạn sẽ làm cho cô các cái bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau đó thì chúng ta đọc trước cho cô cái bài số tiếp theo là giải bài toán bằng cách lật phương trình nhé. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách.